Trân trọng kính mời họa sĩ Trương Hán Minh. Trân trọng kính mời họa sĩ Trương Lộ. Trân trọng kính mời họa sĩ Lý Khắc Dung. Và trân trọng kính mời họa sĩ Huỳnh Tùng Bá. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời họa sĩ Trương Hán Minh sẽ thay mặt cho năm tác giả phát biểu cảm tạ. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các hội quán Tuệ Thành, Nghĩa An, Hải Nam, Sùng Chến và Đông Lan, Vị Phủ. Thưa quý vị, hôm nay là anh em họa sĩ chúng tôi tổ chức triển lãm ở Hội Mỹ thuật thành phố. Cái sự danh nghĩa của câu lạc bộ mỹ thuật người Hoa. Thưa quý vị, thường xuyên chúng tôi triển lãm là tập thể. Lần này chúng tôi triển lãm nhóm nhỏ là họa sĩ cao tuổi, tức là anh em chúng tôi để triển lãm đồng thời so sánh nghệ thuật, cũng là một cái gương để cho họa sĩ trẻ bắt chước làm theo tổ chức triển lãm, dù là tập thể, dù là nhóm, dù là cá nhân, thì luôn luôn cố gắng nâng cao tay nghề, đồng thời dùng nghệ thuật phát huy đóng góp cho xã hội và ngành kỹ thuật. Sau đây tôi kính chúc quý vị quan khách, quý vị khách quý dồi dào sức khỏe, an khang thượng vượng. Giờ đây tôi xin phép được nói bằng tiếng Hoa. Chân chinh tờ cỡ vị lĩnh đạo, cỡ vị huy viên, cỡ ta vệ quản, ta gia hào. Chính thêm sư ổ mấn, cụ vị lào y phê vô gia, sổ sư liên hợp chỉ phan, sư hoa tặng. Phi thẳng cao sinh hở dũng sinh tở tàu chú vị, tại bài mãn tôn, châu chu bảo quy và sử chen lại tham quan. Và đại biểu cỡ vị vô gia, tại thử sang ta gia, sư ý chân trọng là sư ý quan trị trí tiên hòa nắn mỹ sử chi lo phụ sở chỉ ban và hoa tràng tâu sư chỉ thị là chính thư chỉ ban xáo chủ hở tràng. Ta chá có ý thông qua cho cơ hoa tràng ở đéo trẻ hòa mến ủ vệ hoa chá chính sinh tạo cho phình phú thống phong cỡ tạo cho phình hòa mến chỉ vệ hoa chá chung chính ý chư chỉ cho ai và ý mến ý số. Ta công sư dùng lẻo ta phê chỉ và sứ tiên chi nhận chiêu trang chiêu chúc chư chỉ và hoa cho. Ở trẻ dùng ta hoa gia thái khai ban trai thấy sinh chiêu sông hoa cho ý sơ hoài chứ sang công nghi thần chờ ở sơ hoài và công nhân hoa gia và khẩn tịnh và kể thì gia chàng phẩm sâu hóa gia cao quý có nghi và thân an chính trừ đã tạo cả vị đưa sinh dẫn sự câu hoa chứ chứ hòa bắn chỉ cần kéo chủ biến trạng và sư hoàng chí mâu thân hoa sáng gia sử nhà gia cơ xin y sử vô đánh sự cô có chứ chứ hòa bắn quá đánh đạo quân hoa quá câu chí hoàng không qua cho chữ hóa tràng nâng chính yên bộ thấy tông hóa rớn mì số hóa tràng cân qua hóa gia chữ chỉ ban hóa tràng hóa rớn mì số huy và hóa tràng thì hiến trấn chủ là hóa gia vẫn nỗ lý chí chí hoài thái nhau sơ huy cớ chế chấn sơ thái sổ ý chỉ vây tông ý tài và hóa rớn mì số
文化弘扬光大。谢谢大家，祝大家新春如意，健康。Thank you.